Đây là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin ân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng tọa Thích Viên Lý, Bác Nhật Tạng cùng Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những giáo pháp căn bản của Đạo Phật. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Dạ kính bạch Thầy, như theo chúng ta đều biết Đạo Phật là đạo của giải thoát. Vậy thì trong giáo lý của Đức Phật có dạy về làm thế nào để mình bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước không thưa Thầy? Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh về cái vấn đề này đó. Thì thưa quý vị, Đức Phật dạy nhiều lắm. Ngài dạy đến 10 điều, rồi 7 điều, rồi 3 điều, Ngài dạy rất là nhiều. Nhiều lắm chứ không phải chừng đó. Nhưng mà ở đây đó, thì trong kinh Bổn Sinh, tức là một cái bộ kinh có thể nói rằng rất là căn bản của Phật giáo, Ngài đưa ra 10 điều. 10 cái điều đó, thứ nhất đó, là phải độ lượng, phải cởi mở và không ích kỷ, không tham lam tài sản. Đây, tránh cái tình trạng và tham nhũng. Cái điều thứ hai đó, Ngài dạy là phải duy trì cái nền đạo đức thật là cao. Và thứ ba là sẵn sàng hy sinh vì cái lợi ích của cá nhân để mà phục vụ cho cái quyền lợi chung của đất nước, của dân tộc. Nếu mà không có cái tinh thần phục vụ, an sinh, vân vân thì chắc chắn là không thể làm cho đất nước phát triển được. Thứ tư là phải thành thật và ngay thẳng, tức là mình phải liêm chính, mình phải rất là thanh khiết trong cái vai trò mà lãnh đạo. Thứ năm là phải từ bi, phải hòa ái với mọi người. Thứ sáu là phải sống một cách giản dị để mà làm gương cho nhân dân. Thứ bảy là phải vượt lên trên tất cả cái sự thù hận, nhất là những cái sự hiềm khích cá nhân. Nói mà chi tiết thì nó rất nhiều điều để chúng ta trình bày. Thứ tám là phải biết áp dụng cái tinh thần bất bạo động, phải từ bỏ chiến tranh và phải kiến lập hòa bình. Thứ chín là phải biết nhẫn nại, bình tĩnh trước những cái chống phá của bất cứ từ đâu đến. Và thứ 10 là phải lắng nghe và tôn trọng cái ý kiến của dân chúng. Và đặc biệt là phải biết phát triển sự hòa bình và sự hòa hiệp. Thì 10 cái yếu tố này là 10 cái yếu tố mà Đức Phật đã chỉ dạy để giúp cho một đất nước thật sự phát triển. Nhưng mà ở trong một cái cuốn kinh khác, đó là kinh Sa Môn Quả, khi mà được vua A Xà Thế thỉnh ý thì Đức Phật đã nêu ra 7 cái pháp. 7 cái pháp này trước hết là phải hòa hợp, có một cái sự hòa hợp thật sự trong nhân dân, không có cái sự phân hóa, không có cái sự chia rẽ. Thứ hai là dân chúng phải biết đoàn kết, bởi vì đoàn kết chính là cái sức mạnh để mà tạo dựng cái đất nước. Nếu mà mình khai dụng được cái vấn đề này thì nó sẽ tạo một cái lực dụng bất khả tư nghị. Thứ ba là pháp luật công minh và có cái truyền thống của dân tộc. Thứ tư là dân chúng sống một cái đời sống đạo đức và biết kính trọng những cái người lớn tuổi. Thứ năm là xã hội an ninh, không có những cái hiện tượng như là hà hiếp, bắt cóc, cưỡng ép các thiếu nữ, các phụ nữ, vân vân. Thứ sáu là có tín ngưỡng và tôn trọng cái truyền thống tín ngưỡng. Và thứ bảy là kính trọng và ủng hộ những cái bậc tu đức. Ngoài ra, thưa quý vị, trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống thì Đức Phật cũng đã nói về những cái nguyên nhân mà nó đưa dẫn đến những cái tội ác trong xã hội. Những mà nguyên nhân chính yếu mà Đức Phật đã đề cập đó là
cái sự nghèo khổ, sự nghèo đói. Chính nghèo đói mà nó xảy ra những cái nạn trộm cắp, vô luân, nói dối, bạo động, thù hằn, vân vân và vân vân. Cho nên trong trường bộ kinh thứ ba thì Đức Phật dạy rằng là những cái hình phạt nó không mang lại những cái kết quả hữu hiệu, mà vấn đề ở đây là phải cải thiện kinh tế, nâng cao cái nền kinh tế đáp ứng được cái phúc lợi của nhân dân thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng bất ổn của xã hội. Và Ngài cũng đưa ra ba cái phương pháp rất là căn đề, đó là cung cấp những cái hạt giống và phương tiện canh tác cho những cái nhà nông nghiệp, cho những cái nhà mà chuyên về sản xuất, rồi cung cấp vốn cho những cái người kinh doanh đầu tư và trả lương thích đáng cho những người công nhân. Và thứ ba là đại bố thí cho nhân dân để mà thay thế cho những cái đàn tràng chẩn tế nó tốn kém nhưng mà nó làm cho dân chúng bị nghèo khổ thiệt. Thành thử ra đây là ba cái điều mà nó vừa thu phục được lòng dân, vừa nâng cao được cái đời sống của dân mà nó không tạo ra những cái lo lắng, những cái sợ hãi trong dân chúng. Và đó là những cái yếu tố mà nó giúp cho đất nước phát triển, bởi vì khi mà toàn dân đã đoàn kết sống một cái đời sống an lạc thì tất nhiên họ sẽ hết lòng để họ phục vụ đất nước. Và khi toàn dân mà hết lòng để phục vụ đất nước thì tất nhiên là đất nước sẽ phát triển một cách rất là thuận lợi. Dạ. Thưa bạch thầy, là như vậy thì muốn cho đất nước phát triển cũng như bảo vệ cho được đất nước thì thầy có thể giải thích thêm về nhà Phật quan niệm thế nào về cái ranh giới giữa tôn giáo và chính trị. Dạ, thưa bác Nhật Tạng và thưa quý vị đó, cái ranh giới giữa tôn giáo và đất nước là một cái ranh giới mà nếu chúng ta nói theo cái quan niệm của Hiến pháp Hoa Kỳ đó thì nó hoàn toàn độc lập. Có một cái điều mà trong Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định, mà ở đây chúng ta thấy là ở cái thời của Tổng thống Thomas Jefferson, phải không ạ? Dạ. Năm 1904 đó. Có phải đúng không? Chúng tôi không có nhớ nhiều lắm về cái lịch sử. Nhưng mà có đặt cái vấn đề là separation of church and state. Thì giữa tôn giáo và chính quyền thì phải tách rời. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng cái vấn đề tôn giáo, nếu mà chúng ta nhìn bằng một cái nhìn thực tế thì nó hàm tàng mọi cái góc cạnh của đời sống. Và ngược lại, vấn đề chính trị cũng vậy, nó có mặt trong mọi cái khía cạnh của đời sống. Cho nên cái chuyện mà tách bạch một cách rất là rõ ràng thì đó là một cái điều phải nói rằng là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng không nên để cho hai cái lĩnh vực này nó dậm chân lẫn nhau, nó sẽ tạo cái sự khó khăn cho nhau. Khó khăn về tôn giáo đã đành, nhưng mà khó khăn về mặt chính quyền cũng là một cái khó khăn rất lớn. Trường hợp như Việt Nam, nhà nước đã thọc tay quá sâu vào các tôn giáo, đưa những cái ủy ban tôn giáo trung ương hoặc giả là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mà họ quản lý các cái tôn giáo. Thành thử ra nó làm cho tôn giáo không phát triển được, mà nó cũng làm cho đất nước không thể phát triển được. Đó là một cái dẫm chân mà chúng ta phải thấy là một cái sự nguy hại cần phải tránh xa. Dạ. Dạ vậy thưa thầy, vậy thầy thấy là một người tu sĩ Phật giáo
thì có nên tham gia làm hoạt động chính trị không thưa thầy? Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh. Chúng tôi nghĩ là không nên. Không nên. Dạ, một cái người tu sĩ Phật giáo đó không được quyền làm chính trị. Đây là cái điều mà Đức Phật đã dạy. Nhưng mà có quyền bày tỏ cái thái độ chính trị của mình. Nhưng đi vượt biên là một cái hành động, không phải là kinh tế. Bởi vì khi mà chúng ta đến các cái đảo được phỏng vấn, hỏi có phải tị nạn chính trị hay kinh tế, thì không ai mà trả lời là tị nạn kinh tế cả. Nếu mà trả lời như vậy là họ đánh rớt ngay. Một cái bà cụ hay là ông cụ mà than lên, ồ cái chế độ này nó ác độc quá, nó độc tài quá, thì đó là một cái chính trị rồi. Thành thử ra nó mênh mông lắm. Dạ. Dạ xin cảm ơn thầy ạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.